Chào mừng các bạn khán giả đang theo dõi Bí quyết thành công. Các bạn ơi, bạn mong muốn mình sẽ là ai trong tương lai? Cuộc sống của bạn khi đó sẽ như thế nào? Chúng ta ai cũng mong muốn tương lai của mình tốt đẹp, có một nguồn thu nhập tốt và một gia đình sum vầy, hạnh phúc. Thế là đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần, đúng không nào? Không ít người giàu có, thành công trên thế giới khiến chúng ta phải ngưỡng mộ và thầm ao ước có được một cuộc sống viên mãn như họ. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng dễ dàng muốn gì được nấy. Những người thành công, giàu có cũng chẳng phải tự nhiên mà họ có được những thành quả ấy. Muốn giỏi giang, chúng ta cần phải nỗ lực học tập, nghiên cứu. Muốn khỏe mạnh, chúng ta phải rèn luyện thể chất, chăm sóc bản thân. Vậy còn muốn tương lai sau này trở nên giàu có thì cần phải làm gì? Công thức làm giàu được tóm gọn trong 10 chữ sau đây. Mời các bạn khán giả cùng theo dõi video của Bí quyết thành công ngày hôm nay để biết đó là 10 chữ gì nhé. Các bạn thân mến, đây là những lời khuyên của vị tỷ phú, chuyên gia tài chính hành vi Morgan Housel gửi tới chúng ta. Ông cho rằng để có thể lĩnh hội được tài chính cá nhân, bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc đơn giản mà mọi cuốn sách dạy làm giàu đều đề cập. Và nguyên tắc ấy được gói gọn trong cụm từ 10 chữ, làm việc nhiều, tiêu ít tiền, đầu tư khác biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về nguyên tắc này nhé. Những vấn đề về tiền bạc càng trở nên phức tạp hơn khi bạn già đi, bạn sẽ có những trách nhiệm phải gánh vác, những mong muốn phải thỏa mãn và rất nhiều thứ khác để quan tâm. Tuy nhiên, một khi đã lĩnh hội được nguyên tắc đơn giản này, bạn có toàn quyền kiểm soát tiền bạc của mình. Đầu tiên là ba từ đầu, làm việc nhiều. Chẳng ai có thể trở nên vĩ đại mà không làm việc. Làm việc chăm chỉ luôn là nền tảng để dẫn tới những thành tựu to lớn. Bạn sẽ không thể gặt hái được gì nếu không nỗ lực. Cố gắng để đạt năng suất cao cũng là một loại chăm chỉ, đặt ra mục tiêu, lên kế hoạch để thực hiện, cố gắng đi đúng hướng cũng là một loại chăm chỉ. Không có bằng chứng nào cho thấy bạn có thể làm việc hiệu quả mà không cần đến kinh nghiệm hay thực hành. Những người thành đạt nhất cũng phải mất rất nhiều năm làm việc chăm chỉ và khôn ngoan để vươn lên tầm đẳng cấp thế giới. Warren Buffett chính là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Ông đã tìm thấy đam mê và bắt tay vào sự nghiệp từ rất sớm, hoàn toàn chuyên tâm cho nó. Ông ấy đã làm việc chăm chỉ và khôn ngoan kể từ phi vụ kinh doanh đầu tiên năm 13 tuổi. Sở hữu khối tài sản trị giá 82,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng Buffett vẫn tiếp tục làm việc, sống giản dị và là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới. Vị tỷ phú 90 tuổi này từng nói, bạn chỉ cần phải làm một vài điều đúng đắn trong đời, chừng nào bạn không mắc quá nhiều sai lầm. Để cải thiện tình hình tài chính của mình, bạn cần tìm cách gia tăng thu nhập và nỗ lực hết mình để kiếm thêm theo thời gian. Đừng chờ cơ hội đến, hãy tự tạo ra chúng. Chỉ khi bạn chấp nhận làm việc chăm chỉ thay vì chạy trốn khỏi nó, bạn mới thực hiện được những mục tiêu lớn lao, dù chúng có mất thời gian đến thế nào đi chăng nữa. Thứ hai, chúng ta cùng phân tích ba từ tiếp theo, tiêu ít tiền. Chi tiêu ít hơn số tiền chúng ta kiếm được là một trong những nguyên tắc cơ bản của tài chính cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta đều gặp khó khăn khi thực hiện điều này. Về cơ bản, cải thiện tài chính cá nhân chỉ đơn giản là tìm cách để gia tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Hầu hết mọi người đổ nhiều tiền nhất cho sở thích của mình do lối sống vung tay quá chán. Họ mua cả đống thứ chỉ để gây ấn tượng với người khác do cảm thấy bất an. Nếu tránh được hai điều này, bạn sẽ giàu có hơn bạn bè đồng trang lứa, Morgan Housel nói. Người Nhật tin rằng sự gọn gàng trong tài chính cũng quan trọng không kém gì sự gọn gàng trong nhà cửa. Hầu hết trẻ em ở Nhật Bản đều được bố mẹ dạy quản lý chi tiêu từ khi còn nhỏ. Các em hiểu rằng càng tiết kiệm được nhiều tiền, các em sẽ càng mua được nhiều thứ cho bản thân trong tương lai. Tác giả Melo viết trên blog tài chính Money Ninja. Nếu bạn chưa từng để ý tới những khoản chi tiêu của mình, hãy bắt đầu làm việc đó ngay từ ngày hôm nay. Sau đó hãy đánh giá xem mình đang tiêu tiền ra sao và có thể cắt giảm những khoản nào không cần thiết. Và bốn từ quan trọng cuối cùng trong công thức mà vị tỷ phú chia sẻ đó là đầu tư khác biệt. Warren Buffett cho biết, đầu tư vào bản thân mình nhiều nhất có thể bởi bạn là thứ tài sản lớn lao nhất mà bạn có. Bạn là khoản đầu tư lớn nhất của chính mình. Để cải thiện tình hình tài chính, bạn cần cải thiện tư duy của bản thân về tiền bạc và đầu tư. Bạn càng biết nhiều, tài chính của bạn lại càng ổn định. Tỷ phú tự thân Paul Tudor Jones, một doanh nhân, nhà đầu tư và là nhà từ thiện, cũng đồng ý với điều này. Ông từng nói, nguồn vốn trí tuệ sẽ luôn luôn chiến thắng nguồn vốn tài chính. Bản thân tỷ phú Warren Buffett cũng dành 5-6 tiếng mỗi ngày để đọc 5 tờ báo và 500 trang báo cáo từ doanh nghiệp. Ông đầu tư khoảng 80% số thời gian của mình cho việc đọc và suy ngẫm trong suốt sự nghiệp của mình. Bạn có thể đầu tư vào bản thân bằng việc học hỏi cách xây dựng những thứ có giá trị cho mọi người, học hỏi một kỹ năng nào đó giúp mình không bị đào thải trong tương lai, hay bằng việc đọc một vài cuốn sách chọn lọc về chủ đề bạn yêu thích.
Để có thể làm giàu lâu dài, hãy đầu tư một phần nhỏ thu nhập mỗi tháng vào quỹ đầu tư diện rộng. Chi phí thấp và rủi ro cũng không cao. Nếu đầu tư đủ lâu và lãi suất đủ cao, bạn sẽ thấy khối tài sản của mình tăng trưởng đầy ấn tượng. Morgan nói, có hai thứ bạn nên tăng cường để giúp mình trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan hơn. Thời gian bạn sẵn sàng bỏ ra và sự khiêm nhường bạn đưa vào trong ý tưởng của mình. Trong khi bắt tay vào đầu tư, bạn nên nhớ lời khuyên này từ Warren Buffett. Nguyên tắc số 1, đừng bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc số 2, đừng bao giờ quên nguyên tắc số 1. Morgan cũng không quên dặn mọi người, hãy học hỏi nhiều hơn từ những khoản đầu tư thất bại thay vì những khoản đầu tư ăn nên làm ra. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư tài chính hoặc đơn giản chỉ là hay đọc báo chí một chút thì có thể biết rất rõ Warren Buffett. Ông được coi là nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Những chiến lược đầu tư của ông cũng được coi là huyền thoại và rất nhiều người mong muốn học hỏi từ ông. Ông còn được kính trọng hơn nữa khi cam kết tặng đi tới 99% tài sản của mình, tức là hơn 30 tỷ đô la vào thời điểm ông cam kết năm 2006 cho các quỹ từ thiện, các tổ chức phi lợi nhuận, phần lớn là vào quỹ của Bill Gates. Ông Buffett thường được mời tới nhiều trường đại học để diễn thuyết nhằm giáo dục và khuyến khích các bạn sinh viên. Một trong những bài diễn thuyết của ông được rất nhiều người nhắc lại, trong đó ông dạy chúng ta về giá trị của cơ thể mình, nên đầu tư vào bản thân mình để có tương lai tốt đẹp. Các bạn khán giả thân mến, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không đơn giản là nằm ở số tiền trong ví hay là khối tài sản của họ, mà điểm khác biệt lớn nhất chính là nằm ở tư duy, là cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền ấy các bạn ạ. Thế cho nên, người giàu là người có lối tư duy giàu chứ không phải là người nhiều tiền. Bởi vì dù cho bạn có nhiều tiền mà lối tư duy của bạn nghèo nàn, lạc hậu thì vẫn sẽ luôn luôn hết tiền mà thôi. Hãy cùng quan sát và suy ngẫm qua một vài phép so sánh nhỏ mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ với các bạn sau đây nhé. Bạn sẽ nhận ra rõ sự khác biệt ấy và hiểu được tư duy làm giàu là quan trọng đến mức nào. Phép so sánh đầu tiên mà bạn có thể nhận thấy giữa người giàu và người nghèo đó là người giàu chấp nhận mọi khó khăn gian khổ để học hỏi những gì liên quan đến tiền, trong khi đó người nghèo luôn né tránh mọi thứ liên quan đến tiền. Tôi thường thấy người nghèo rất ghét những ai nói về tiền, họ cho rằng tiền là nguồn gốc của tội lỗi, tiền không mua được tất cả. Đủ thứ những suy nghĩ mang tính ghét đồng tiền. Vô tình những suy nghĩ này khiến họ nghèo, mà do họ đã quen suy nghĩ như vậy lâu năm rồi, rất khó để thay đổi trừ khi họ cảm thấy quá sức bất mãn với cuộc sống hiện tại. Khi đó họ mới chịu thay đổi suy nghĩ để làm giàu. Tiền có phải nguồn gốc của tội lỗi không? Nếu một người vì tiền mà trở nên độc ác thì đó là do người đó muốn như vậy. Đồng tiền nó có tội gì? Vẫn có những người vì tiền mà trở nên tốt, họ giúp đỡ người khác để có tiền. Khi càng có tiền, họ càng giúp được nhiều người hơn. Vậy thì tại sao nói tiền là nguồn gốc của tội lỗi khi vẫn có nhiều người nhờ đồng tiền mà họ sống tốt được? Không tiền mới là nguồn gốc của tội lỗi, đó mới là sự thật. Không tiền mới nảy sinh lòng tham, trộm cắp và mọi tệ nạn xã hội. Không tiền, cuộc sống thiếu thốn và bất hạnh mới dễ nảy sinh tội lỗi. Dù những người giàu vẫn có nhiều người ác, nhưng không phải tất cả ai giàu cũng ác. Và đa số người giàu họ tốt hơn người nghèo. Các bạn thử đến khu toàn người giàu xem, các bạn sẽ thấy họ nói chuyện rất lịch sự, rất sẵn lòng giúp đỡ bạn khi bạn có khó khăn. Sau đó bạn đến khu toàn người nghèo xem, bạn sẽ nghe toàn những tiếng chửi thề, rồi thấy côn đồ xăm mình đang ăn nhậu và hát karaoke với cái giọng gớm ghiếc. Những điều đó không bao giờ có ở những khu giàu cả. Có phải nhìn chung, những người giàu dù sao đi nữa vẫn dễ sống tốt hơn người nghèo vì họ không thiếu thốn thứ gì nên không có lý do gì để đắm mình vào tội ác. Còn những người nghèo do thiếu thốn mọi thứ nên họ thường sa lầy vào những tệ nạn xã hội, những thứ không lành mạnh, chỉ cốt để chết sớm cho hết khổ. Như vậy rõ ràng người giàu có cuộc sống đáng mong ước và ít tội lỗi hơn người nghèo. Tôi không nói tất cả, tôi tin có nhiều người nghèo sống tốt hơn người giàu, nhưng tôi nói là đa số, nghĩa là nếu so số đông thì với một khu toàn người giàu và một khu toàn người nghèo, thì nhìn chung khu có nhiều người giàu họ ít tội lỗi hơn, ít đâm chém nhau hơn, ít chửi thề hơn, ít nhậu nhẹt hơn và ít gây sự hơn. Tiền không mua được tất cả. Đúng, nhưng nó mua được rất nhiều thứ mà bạn không thể thiếu. Dù nó không mua được tất cả, nhưng nếu vì vậy mà bạn nghĩ rằng bạn không cần quan tâm đến tiền và làm giàu thì bạn sẽ khổ suốt đời. Chẳng bao giờ có người nào ít tiền mà sống hạnh phúc, nổi trên cõi đời này. Thiếu ăn, thiếu uống, chỗ ở tồi tệ và bị cả thế giới khinh bỉ vì ít tiền, làm sao họ hạnh phúc nổi? Phép so sánh thứ hai, người giàu luôn học hỏi và sẵn sàng sửa sai, nhưng người nghèo thì lúc nào cũng cho rằng mình biết hết mọi thứ và không cần học gì cả. Khi bạn nói với một người nghèo về việc làm giàu, lúc nào họ cũng nói, tôi biết rồi, hoặc họ sẽ chửi bạn. Nếu họ nói họ biết rồi thì tại sao họ không làm? Họ sẽ đổ thừa đủ mọi lý do để biện minh cho cái nghèo của họ. Trong khi người giàu họ tìm cách học hỏi và vươn lên làm giàu khi họ còn nghèo,
thì người nghèo không thèm học gì cả và cứ ngồi mơ mộng về vận may đến sẽ cho mình tự nhiên giàu lên. Lý do họ không muốn học bất cứ điều gì vì họ tin rằng những người giàu là do may mắn, nên họ cứ nghĩ chờ may mắn đến sẽ khiến họ tự nhiên giàu lên mà khỏi phải học. Có nhiều gia đình giàu họ không biết dạy con cái họ rõ ràng là may mắn vì sinh ra trong nhà giàu. Bố mẹ cho một số tiền khổng lồ tha hồ ăn tiêu, vậy mà chẳng mấy chốc đứa con nhà giàu khiến cả gia đình và dòng họ phải đổ nợ vì thói quen tiêu xài quá mức. Sau đó may mắn không đủ để bạn giàu. Những người giàu cả trăm, cả vạn đời, đó là do họ biết cách làm giàu chứ không dựa vào may mắn. Vì may mắn ít khi xảy ra và không thể đoán được, trong khi làm giàu họ có thể học được và làm thêm tiền được. Đó là lý do học làm giàu tốt hơn vạn lần so với may mắn. Những người giàu họ dạy cho con họ cách làm giàu thì con họ sẽ giàu mãi mãi. Người nghèo học cách làm giàu dù khó dù lâu nhưng rồi qua nhiều năm họ cũng sẽ giàu lên được. Sự thật đã chứng minh điều đó. Nếu bạn chịu khó đọc sách và tìm hiểu sẽ thấy rất nhiều người đã làm giàu được nhờ học hỏi. Tôi muốn giàu, tôi phải học làm giàu khi tôi chưa biết cách làm sao để giàu và khi tôi đã biết rồi thì tôi làm đúng như vậy để tôi giàu được như tôi muốn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu người nghèo họ thật sự muốn giàu có và họ thật sự muốn thoát khổ, họ sẽ tìm mọi cách để giàu và khi họ đã cố gắng như vậy thì sớm muộn gì họ cũng nên giàu có. Họ có thể thất bại nhưng họ không từ bỏ vì họ biết từ bỏ là mất hết, họ không có đường lui. Một khi họ đã quyết tâm tìm kiếm sự giàu có bằng mọi giá thì sớm muộn gì họ cũng giàu được. Các bạn thân mến, làm việc nhiều, tiêu tiền ít, đầu tư đặc biệt và quan trọng nhất là có tư duy làm giàu sáng suốt. Đó chính là những từ khóa quan trọng mà Bí quyết thành công muốn nhắn nhủ tới các bạn khán giả thông qua chương trình ngày hôm nay. Hy vọng sẽ là bí kíp để các bạn vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ của chính mình. Chúc các bạn thành công!